Xin chào các bạn đã đến với Share for Happy. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua bài 3. Viết chương trình in ra tổng 13 năm, N nếu N là số chẵn, 2, 4, 6. N nếu N là số lẻ. Đây là một chương trình Java để tính tổng các số chẵn hoặc lẻ từ 0 đến N. Sau khi chạy chương trình, người dùng sẽ được yêu cầu nhập một số nguyên dương N từ bàn phím. Nếu N không phải số nguyên dương, người dùng sẽ được yêu cầu nhập lại. Sau đó, chương trình sẽ xác định N là số chẵn hay số lẻ và tính tổng các số chẵn hoặc lẻ từ 0 đến N, kết quả sẽ được in ra màn hình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem được những video mới nhất.